nhà máy lọc dầu Dung Quất lãi lớn. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất, công bố doanh thu thuần quý 3 năm 2021 cao gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 17.700 tỷ đồng. Công ty cho biết sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng đáng kể. Trong quý này sản xuất tăng lên 1,5 triệu tấn và tiêu thụ đạt hơn 1 triệu tấn, lần lượt tăng trưởng 66% và 20% so với cùng kỳ. Tổng hợp các biến động, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý vừa qua đạt 470 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 5 liên tiếp có lãi của doanh nghiệp chuyên về lọc hóa dầu này. Theo giải trình, giá dầu thô 9 tháng đầu năm nay liên tục tăng mạnh. Giá Dated Brent liên tục tăng, từ 50 USD một thùng bình quân tháng 12 năm 2020 lên 75 USD một thùng bình quân tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giá dầu thô và giá sản phẩm chính trong năm ngoái khá thấp tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh, trong khi chỉ số này trong 9 tháng đầu năm nay diễn biến tốt hơn.